Và bây giờ thì chúng tôi muốn dành ca khúc tiếp theo này như một món quà để tặng Dương Thị Anh, vì chúng ta đã nói đến tình yêu rất là đẹp của bạn, đúng không ạ? Và dành tặng tất cả những người đang ngày đêm lao động và cống hiến ca khúc mang tên Tình Ca Mùa Xuân. Và chúng đến với bạn Vân Anh và bạn Quang Minh. Có lẽ là quý vị sẽ có một câu hỏi là tại sao hai gương mặt này rất là quen thuộc, bởi vì họ là những gương mặt đã bước ra từ một trong những chương trình được yêu thích của VTV6, đó là chương trình Tuổi 20H. Và thưa quý vị, trong chương trình Tuổi 20H